Hello cho các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Chris đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bài tập của Minecraft sinh tồn 1.17 các bạn. Thì tập hôm nay là tập thứ 51 rồi. Thì hôm qua thì mình không có ra video các bạn, là do là mình hiện tại đang trong thời gian mà thi các bạn, thi kết thúc học phần ấy. Nên mình dành thời gian thi, nên suy ra cái hôm đó thì mình không có thời gian để mà quay video được. Nên hôm nay thì mình sẽ bắt đầu quay video lại. Và mình nghĩ là sắp tới thì mình cũng sẽ cố gắng nghỉ ít hơn. Mặc dù mình đang còn trong thời gian thi các bạn, mình còn một vài buổi thi nữa, nhưng mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mà ra video để cho các bạn xem ha. Thì trong tập này á, thì dự định của mình á, là mình sẽ đi vào thẳng luôn, đó chính là mình sẽ xây dựng một cái máy farm phù thủy các bạn. Thì tại sao mình lại chọn xây dựng cái máy farm phù thủy này, thì nó có tác dụng gì? Thì đầu tiên nó sẽ cho mình những cái món vật phẩm rất là tốt, và đặc biệt trong đó nó sẽ cho mình có cả redstone và cho mình cả đá phát sáng nữa. Đó chính là hai thứ mình rất cần nhất ở trong đó. Thì mốt mình sẽ không đi cần đi farm thêm đá đỏ hay gì hết, và cũng như không cần đi xuống địa ngục tìm đá phát sáng đó. Thì mục đích của mình là làm cái máy farm phù thủy trong tập này là như vậy. Thì các bạn thấy ở đây là có đá địa ngục này, Nethercrack này, các linh hồn các thứ á, là do mình mới làm ấy, một cái đường từ cổng địa ngục đi qua bên cái chỗ máy cái nhà phù thủy các bạn. Thì chúng ta cần tìm cái nhà phù thủy thì mới có thể làm được cái máy farm phù thủy này được. Thì nhưng mà trước tiên á, thì mình chưa có đi làm máy farm liền đâu. Máy farm hôm nay thì khá đơn giản, thì mình cũng đã chuẩn bị dụng cụ hết rồi, nên cho video nó sẽ đỡ dài hơn và đỡ mất thời gian hơn, thì mình đã chuẩn bị dụng cụ đây. Thì mình sẽ cần những cái khối xây dựng này, và đặc biệt chúng ta sẽ cần khá là nhiều gỗ vân sam đó, sợi chỉ này và những cái móc dây bẫy này đó. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần khá là nhiều xe mỏ để mà giết những cái con phù thủy ấy, và những cái dàn giáo nữa. Thì đây mình chuẩn bị rất là nhiều đây. Thì đây không phải là cái số lượng chính xác đâu nha các bạn, tại vì mình chuẩn bị thừa không à, mình chuẩn bị thừa ra đấy, để mà khi nào mà gặp vấn đề thì mình vẫn có thể dùng được. Hiện tại đây thì mình có một cái rương mà đầy Nethercrack rồi, chắc mình sẽ vứt Nethercrack ở đây đi. Ok, mình sẽ ném hết đi đi. Ok, ném hết những thứ này đi, nó hơi thừa các bạn ơi. Ok, thì hôm nay mình đã chuẩn bị khá nhiều màu đây, thì chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? Đó chính là mình sẽ đi nhộm len cừu màu, nhộm màu cho mấy con cái máy farm len cừu của mình đó các bạn. Thì mình cũng đã làm thêm 8 cái máy rồi các bạn. Trong thời gian offline thì mình có làm thêm 8 cái máy nữa, là chúng ta sẽ đủ 16 cái máy cho 16 màu. Đó thì rất là ok luôn. Thì ở đây thì mình đã phá cái đá đỏ của nó hết rồi. Rồi chết rồi. Mình cần phải lấy thêm một ít đá đỏ ra để mình kích hoạt lại cái máy các bạn ơi. Ui cha, sao mà lag thế? Rồi, bây giờ thì đồ ăn của mình đâu? Mày quá, vẫn còn các bạn ơi. Thì hồi nãy mình có kiểm tra cái máy farm mà farm nông sản của mình đó, thì nó vẫn hoạt động tốt các bạn ơi. Rồi thì ở đây thì mình sẽ cần một ít redstone. Redstone này thì mình sẽ dùng cho cái máy này rồi, thì mình sẽ không động tới đâu. Bột redstone này chắc là mình nghĩ là đủ rồi. Ok, mình sẽ đem lên cái máy farm của mình trên đó. Mình phải làm những thứ này nhanh nhanh mới được, để mình có thể mà đi làm máy farm phù thủy nhanh nhanh nữa chứ. Thì đây máy farm mía vẫn hoạt động. Đó, thì các bạn sẽ thấy được mấy con cừu này nó chưa có bị mất màu đâu, cho là mình dừng cái máy này lại các bạn. Đó, thì ở đây á, là mình dừng để làm gì? Thì mình xem coi ở đây có những màu gì để mà mình làm những cái màu tiếp theo cho nó đủ. Thì đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nên các bạn yên tâm. Đó, chúng ta sẽ cần thêm 6 màu nữa. Đây, hiện ở đây á, chúng ta... sao lại 6 màu nhỉ? Phải là 7 màu mới nhỉ? Tại dưới đây là 8 cái máy nè. Chúng ta sẽ cần một con màu trắng. Đây có 6 màu phải không? Rõ ràng 6 màu rồi ta. Thôi thì mình nhậm thử đi. Ở trên đây không có màu trắng rồi, mình sẽ nhậm hết đây đi ha. Màu lục lam này á, là mình nhậm từ màu xanh. Màu xanh của cái cây xương rồng với lại màu xanh nước biển. Đúng rồi. Ở đây thì màu xanh lá mạ là mình cũng nhậm màu xanh xương rồng với lại màu trắng. Còn cái này, cái nhậm hồng này á, là từ cái hoa mẫu đơn các bạn. Rồi bột nhậm đỏ sậm này thì các bạn dễ rồi đúng không? Mấy cái hoa hồng hồng bình thường ấy. Và xám nhạt. Thế là mình còn thiếu màu nào nhỉ? Đủ 16 cái máy rồi. Mình đang phân vân là mình không biết có thiếu màu nào không đây. Chết rồi, đây có hai màu đỏ sậm rồi. Thôi kệ đi, thừa màu nào thì cứ để cho nó ấy đi, mình cũng không có quan trọng lắm đâu. Thì không biết là ở những cái máy dưới đây ấy, thì mình đã mình chưa cho nó có kéo các bạn ơi. Thôi mình sẽ lấy 3 cái kéo mỗi máy ha, để mình phân phát lại cho đằng sau, để nó còn hoạt động nữa. Đây. Ok, sẽ lấy lại ba cái kéo, còn hai chỗ này đúng không? Mình sẽ kích hoạt đi. Không, chỗ này không cần. Đó, kích hoạt cái máy lên. Rồi, thì bây giờ mấy con cừu này nó ăn cỏ là nó sẽ bị cắt len ngay mà. Ở đây chúng ta cũng sẽ kích hoạt ở dưới đây luôn. Ok.
Nó ăn cái là nó bị kích hoạt liền các bạn ơi. Rồi, ở đây thì mình chưa cho kéo này, mình còn phải cho kéo ở những cái máy này. Ok, thực ra là một cái kéo là nó đã được rất rất là nhiều rồi đấy, nên chúng ta cũng không cần phải lo lắm đâu các bạn. Rồi, còn hai cái máy cuối cùng ở chỗ này nữa là chúng ta xong thôi. Ok, mình sẽ lấy thêm hai cái máy đây nữa. 1, 2, 3. Đây là 1, 2, 3. Rồi, mình sẽ cho nó hoạt động ok luôn. Thì trong thời gian offline các bạn, mình cũng đã dừng cái máy farm này lâu rồi, nhưng mà mình xem lại cái số lượng dưới thì nó vẫn hoạt động tốt các bạn. Nó cũng được gần một stack rồi nè. Nói chung là mình cũng chưa có xây dựng sớm đâu, nhưng mà mình sẽ chuẩn bị sớm từ bây giờ để cho nó có đủ các bạn. Ok, thế là chúng ta sẽ có rất là nhiều màu đúng không? Rồi, mấy cái len này thì mình cũng ok thôi. Thì mấy farm sắt của mình thì cái rương này nó cũng đã bị full luôn rồi này. Đó, nhưng mà nó lại không có qua rương này thì mình cũng chưa hiểu lắm. Nó xuống rương này xong nó xuống đây luôn các bạn ơi. Thiệt tình, tại vì á nó vừa xuống đây á là nó nằm ở ngay cái phía bên trái này rồi, nên nó xuống đây sẵn luôn các bạn, nó xuống đây hết rồi thì nó mới qua bên đường bên đây. Đó, thì mình nghĩ chắc chắn là như vậy rồi. Ở đây thì mình còn thiếu hai cái hopper nè, mình có nên làm liền đúng không ta? Hiện tại mình không đem gỗ nên thôi ha. Rồi thì bây giờ mình nghĩ là chúng ta sẽ chắc là mình sẽ đi xây dựng cái máy farm phù thủy luôn. Thì nó cũng sẽ đơn giản thôi, đường đi cũng gần rồi. Thì mình cũng đã làm cái đường bằng cao điện ngục nên nó cũng sẽ gần rồi, nó không vấn đề gì đâu. Ở đây mình sẽ cần đem ba cái rương sugar này theo. Ngoài ra thì mình sẽ còn đem nhiều đất á. Ok, mình sẽ đem theo nhiều đất chút xíu ha. Rồi, để mà lắp đất rồi các kiểu các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mình nghĩ là mọi thứ ổn định rồi đó. Mình sẽ đem đi hết và tiến hành đi qua cái cổng địa ngục và đi tới cái chỗ đó. Thì mình sẽ đi xuống cái cổng địa ngục cho các bạn xem cái đường luôn. Đó, cho nó cho các bạn sẽ dễ tưởng tượng hơn. Rồi, ok. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua bên đây. Let's go. Đó, thì mình sẽ tiếp tục di chuyển qua bên cái chỗ đó. Thì nó trùng với lại đây các bạn. Đây. Nó trùng với lại cái đường này của mình luôn. Cái đường mà đưa tới chỗ con panda các bạn, nó cũng khá là gần ấy. Nè, đường này chúng ta tới cái rừng của đưa con gấu panda đúng không? Thì chúng ta sẽ đi lên đây. Đó, đi thẳng hoài sau đó quẹo trái là chúng ta sẽ tới được cái chỗ của mình. À, rất nhanh thôi thì mình cũng đã tới nơi rồi các bạn. Đó, đi có chút xíu chúng ta tới nơi rồi. Thì mình sẽ đi qua chỗ này luôn. Và chỗ này có vẻ là khá là trống trải nhờ. Và qua đây thì nó sẽ lát trên chút xíu. Đó, nên các bạn sẽ chờ chút xíu cho nó đỡ lắc ha. Như các bạn biết thì máy mình nó cũng không mạnh cho lắm. Rồi thì ở đây á, các bạn thấy chưa? Thì ở đây chính là cái ông phù thủy luôn nè. Đó, và ở đây nó có một ngôi nhà phù thủy. Thì cái chỗ này chính là chỗ mà mình sẽ quyết định xây dựng máy farm. Nhưng mà gần đây thì lại có một ngôi làng cái này, tuyệt vời nhờ. Ok, thì mình cũng đã phát hiện ngôi làng này rồi, nhưng mà mình chưa có khám phá các bạn ơi. Mình định là bây giờ mình khám phá này xong mình mới xem dựng máy farm này. Mình không có cá để mà thuần phục được, nhưng mà thôi mình sẽ đi diệt cái ông phù thủy này đi. Đó, thì các bạn thấy là ổng sẽ rơi ra được redstone đấy. Đó, ây da, mình dính độc rồi các bạn ơi. Thì con mèo nó sẽ ở chỗ này thôi. Chút xíu thì mình sẽ quay lại mình làm máy farm. Thì bây giờ mình qua bên làng coi mình coi có cái gì bên đây hay không, mới lại không. Thì hình như là từ lúc mà vào cái world này ấy thì mình chưa gặp cái làng gỗ sòi bao giờ thì phải. Bên đây thì lại có một cái khu vực sa mạc này. Ui chết, sao mà đọc giật đau thế nhờ. Ơi đọc đau thế. Còn tận 17 giây à. Chết rồi. Bên đây có con bò không? Có, nhưng mà mình lại không có xô nữa này. Ôi không, nhìn chỗ này xây đẹp quá nhờ. Ui cha, giật đau thế. Thiệt tình. Rồi để coi mấy trong mấy nhà này có giàu có hay không. Mình nghĩ chắc ngôi làng sòi là nó ngôi làng mà cái này gọi là ngôi làng gỗ sòi đúng không? Không, ngôi làng gọi là ngôi làng đồng bằng. Mình gọi ngôi làng gỗ sòi thì hơi sai. Thì ngôi làng này chắc cũng bình thường thôi các bạn ơi. Cũng sẽ không quá là nổi bật về cái độ giàu có đâu. Mình nghĩ nếu mà giàu nhất á, chắc là một là ngôi làng ở trong rừng Savan ấy, gỗ Vân Sam á chứ. Và một làng ở trong gỗ sim gai. Đó, trong cái khu vực mà có cây gỗ sim gai các bạn. Đó, mình nghĩ những cái làng đó sẽ giàu hơn. Ở đây toàn là táo với lại khoai tây thôi à. Em khoai tây nhà mình có rồi nên mình cũng không cần đâu. Tiếp tục đi qua bên đây coi có gì không. Wow, ông này có một cái bản đồ trống này. Mình cũng sẽ bấm ở đây luôn. Đó, thì đây là cái bản đồ về cái làng này đó các bạn. Tuyệt vời thiệt. Thì ra đây là bản đồ của cái làng. Xung quanh nó toàn là sa mạc nhờ. Đây thì mình bỏ này ra cho bạn dễ nhìn. Đây, xung quanh toàn là sa mạc thôi. Ok, làng này cũng dài phết nhờ, mình mới ở đây nè. Ok, thôi kệ đi, mình sẽ bỏ lại cái này. Đi tiếp thôi. Ở đây còn một ngôi nhà mà xây dựng bằng đất nung này.
Có vẻ trời cũng gần tối rồi, mình nghĩ là mình sẽ cần một cái giường để mà lát mình xây dựng mà trời tối thì mình ngủ các bạn ơi. Chứ mình cũng không muốn đánh nhau với tụi zombie lắm đâu. Đó, cho xin nhá. Bye bye. Hai ông ngủ chung một giường đi. Đó, như vậy đi cho nó tình cảm ấm áp. Ở đây thì có, ở đây mình thấy có một con mèo màu trắng đó thì phải. Ở đây có một con mèo màu đen trắng này. Đây đây một con mèo màu trắng này. Này trắng vàng các bạn ơi. Rồi, chắc là mình sẽ ngủ rồi mình xây dựng máy phao luôn quá. Ok, mình ngủ rồi mình sẽ đi qua bên cái nhà phù thủy ha. Mình cũng không ngờ ấy, là căn nhà của phù thủy mà nó lại gần làng như vậy luôn ấy. Nhưng mà thôi, bây giờ mình ngủ cái đã rồi tính. Nãy giờ mình liên thiên hơi nhiều ấy. Rồi, ok thì trời sáng rồi mình sẽ đem cái giường theo luôn. Sẽ qua bên đó để mình xây dựng máy farm. Thì cũng sẽ rất rất là đơn giản thôi. Ở đây thì hiện tại là, để mình xem cái đã. Cái ngôi gọi là ngôi nhà phù thủy này á, nó đang khá là ok các bạn, tại vì á nó ở xung quanh nó khá là nhiều nước. Tại vì lát chúng ta khi mà xây dựng máy farm xong ấy thì mình cần phải chặt cây xung quanh rồi mình cắm đuốc ấy, để khi mà mình AFK trên kia các bạn thì nó sẽ không sinh nhiều mấy con quái ngoài đây. Nếu mà con quái sinh nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới máy farm ấy. Nên chúng ta cần phải đặt đuốc xung quanh. Mà các bạn sẽ cố gắng tìm một cái nhà phù thủy nào mà càng gần sông, càng nằm ở giữa sông thì càng tốt luôn. Đó, thì tụi quái nó sẽ không spawn được. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đặt ba cái đường sucker này xuống và xây dựng thôi. Ok, đặt ba cái này ở đây. Thì đầu tiên mình sẽ cần những thứ này thôi. Này đi. Rồi, gỗ và những thứ này. Lát mình cần mình sẽ xuống mình lấy luôn. Thì các bạn đầu tiên, các bạn sẽ dùng dùng một cái block nào đó mà nó khác với lại cái block này để các bạn đánh dấu. Thì đầu tiên mình sẽ cần đánh dấu ở đây. Đó, đánh dấu xung quanh cái chỗ này á, sau đó các bạn sẽ đập ngôi nhà này ra. Đó, ở đây thì mình sẽ cần đánh dấu ở đây nữa. Đây nè, đó. Thì các bạn đánh dấu như vậy thì để biết được cái chỗ nào á, cái chân nhập nào á sẽ spawn ra cái con phù thủy các bạn. Đó, nó cũng sẽ khá là quan trọng ấy. Ở đây cũng cần một cái nè, ở không, mình đặt nhầm rồi. Đây, đó. Như vậy, hợp lý hợp lý. Ok, mình lấy cái cốc chim đi. Ở đây chúng ta cần một cục nữa, là các bạn cũng sẽ đánh dấu ở đây luôn. À thì máy farm này thì mình học được trên YouTube đó các bạn. Mình học từ channel của Sugar Crab đó các bạn. Các bạn nào hay xem máy farm thì các bạn cũng sẽ biết kênh đó thôi. Rất là hướng dẫn về xây dựng máy farm. Thì đây mình sẽ tiếp tục xây dựng ha. Thì các bạn sẽ đặt thêm hai block ở dưới nha. Cách cái block giữa này hai block và đặt thêm một cái nữa. Đó, tại vì mình sẽ làm 3 tầng các bạn. Nên chúng ta phải cho mỗi tầng một cái các bạn. Đó, mình làm 3 tầng lận để sinh ra cho nhiều nhiều. Đó, tiếp tục thì mình sẽ cần bắt block lên. Đó các bạn, nãy giờ nó hơi hơi chóng mặt nhờ. Mà khi xây dựng thì mình nghĩ mình sẽ mặc cái áo giáp của mình đi cho nó đỡ hơn. Rồi, mình được 4 góc chưa? Ở đây còn nữa này. 1 2 và 3. Đó. Và đập hai cái giữa đi. Nói chung là cách hai block các bạn. Rồi, như vậy là mình sẽ xong 4 cục chưa? Bên đây mình vẫn chưa xong này. Đó, nói chung là các bạn sẽ cách hai block thôi. 1 2. Rồi. Như vậy. Như vậy là chúng ta được hai tầng rồi. Tiếp tục mình sẽ làm thêm một tầng nữa. Bây giờ mình sẽ cần lấy mấy cái dàn giáo ra đi, làm cho nó dễ các bạn ơi. Ok. Mình sẽ tiếp tục xây dựng ha. Hơi nhảy lên đây cũng làm cũng được này. Rồi, tiếp tục thì cách hai block các bạn cũng sẽ đặt thêm một cái chỗ này nữa. 1 2. Rồi các bạn sẽ đặt thêm 4 chỗ trên đây nữa. Đó. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta xong được cái phần đánh dấu rồi. Thì khi đánh dấu xong rồi á thì các bạn sẽ đập nát căn nhà này luôn. Đó, các bạn sẽ lấy hết căn nhà này luôn. Ở chỗ rồi chỗ này là chỗ cần thiết. Mình lỡ tay rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình cần vào trong nhà. Ui, sao nãy giờ mình nhảy nhảy khó chịu nhỉ? Mình sẽ vào trong đây để mình xem coi có gì để mình lấy ra hết rồi sau đó mình phá thôi các bạn. Có cái chậu và là cây nấm này. Chắc là chụp đi nhỉ. Mình cũng không cần mấy thứ này lắm đâu. Ok. Ở đây chúng ta có một ít mình sẽ phá hết luôn ấy, không chừa cái gì luôn. Lấy luôn cái này là cái vạt. Mình cũng sẽ lấy luôn cái vàng chế tạo luôn. Rồi, như vậy mình sẽ đem mình làm một cái rương ngoài đây. Mình nghĩ mình sẽ làm một cái rương để mà để đồ vụn các bạn ơi. Mình nghĩ là mình không có đủ cái diện tích rồi đấy. Ok. Ok. Rồi, mình sẽ làm cái rương lớn để mà để những cái đồ thừa ngoài đây luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ để một ít mấy cái đồ thừa thừa ngoài đây đi. Đó.
Ok, rất là nhiều đồ thừa luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chắc là phá hết cái ngôi nhà này rồi chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nha các bạn. Và sau khi phá xong thì ngôi nhà chúng ta trông như vậy các bạn, nhưng mà hình như là mình đặt sai cái vị trí rồi phải. Hai cái cục này mình đặt sai rồi. Đó, hai cục trên đây nè. Hình như là mình đúng rồi, hình như hai cục dưới đây thì mình đặt đúng nè, hai cục trên ngoài đây thì mình đặt hơi sai, không sao hết. Rồi bây giờ thì chỗ này, chỗ tầng trên này lát thì mình sẽ sửa sau ha. Ok. Thì bây giờ thôi mình sửa luôn đi, sợ lát mình bị nhầm nữa là khổ ấy. Ok. Ở chết rồi, sao mình ghét nước đó nhỉ? Cứ khó khó thế nào nhỉ? Rồi ở đây mình sẽ phá cái chỗ này đi. Rồi, mình cần xây dựng vào đây chút xíu. Mình có cái dàn giáo mà mình lại dùng cách cách này nhỉ. Rồi ở đây thì mình sẽ ui. Đó, đặt cao lên. Đó, cách hai block. Đây thì mình sẽ phá giữa đi. Rồi, như vậy thì chính xác chỗ này là máy phao của chúng ta nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống. Mấy cái thứ vụn vụn này á, lát thì mình sẽ nhặt lại sau ha. Khi mà các bạn đã xong cái chỗ này rồi ấy, thì các bạn sẽ tiếp tục nói mấy cái này lại với nhau. Đây, mình sẽ nói nó lại với nhau như vậy. Đó, để chúng ta có một cái tầng nữa mà xây dựng các bạn, để mà farm con phù thủy. Đó, tiếp tục ở đây thì mình sẽ xây dựng như vậy. Đó, các bạn sẽ nói bốn cái lại với nhau. Và các bạn sẽ đặt full luôn, các bạn sẽ lắp lại full luôn ha. Đây thì mình sẽ phá chỗ này. Cái này cũng khá là nhanh thôi. Ok. Đó, mình sẽ lắp lại full như vậy. Ở đây thì mình cũng sẽ lắp bên đây luôn. Ok. Như vậy. Rồi. Đó. Tiếp tục thì mình đập bốn cái góc này luôn đi, mình sẽ lắp lại như vậy. Ok. Như vậy. Và như vậy. Rồi, thì ở đây á, khi các bạn đã xong tới bước này rồi, các bạn sẽ tiếp tục làm thêm. Mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái lớp ở ngoài nữa. Ok. Đó, một cái lớp ở ngoài đây nữa. Thì cái lớp này á để chúng ta đựng nước các bạn. Khi mà con phù thủy đập trúng bẫy thì nước sẽ đẩy tụi nó xuống dưới kia. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi, tiếp tục thì bây giờ các bạn sẽ làm thêm. Đó, làm thêm một cái lớp ở ngoài như vậy nữa nha. Rồi. Như vậy. Đó, tạo một cái lớp ở ngoài như vậy nữa là ok. Ở đây mình phá chỗ này ra cái. Rồi, phá chỗ này đi. Và tiếp tục xây dựng một cái lớp như vậy. Rồi. Thì ở đây á, chúng ta sẽ cần tới những cái cửa sổ, cửa sập các bạn. Cửa sập để mình đựng nước. Đó, ở đây như vậy. Đây. Các bạn sẽ lắp nó như vậy. Thì trong những phiên bản gần đây á, thì cửa sập nước chúng ta có thể đựng vào trong cái phần này rồi. Nên cũng sẽ rất là ok luôn ha. Ở đây thì mình sẽ cần lấy hai cái xô nước của mình ra. Đây 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 đây. Để mình múc thêm nước các bạn ơi. Đó, 1 và 2. Rồi. Thì từ đó mình mới có thể đặt được. Thực ra ấy, nước chỗ này nó chính là nước nó rất là màu, rất là sẫm các bạn, nhưng mà do là cái respect của mình á. Thì có nhiều bạn hỏi respect của mình thì mình cũng trả lời là cái Blively các bạn. Đây. Cái Blively này, Deflow này. Đó, các bạn chỉ cần tải về thôi là chúng ta có thể chơi được rồi. Đó, cái này thì nó sẽ giúp cho cỏ và nước nó đẹp hơn thôi. Rồi khi mà xong tới cái bước này á thì chúng ta lại tiếp tục tạo thêm một lớp nữa. Đó, thì cái lớp nó ở như vậy. Đó. Tạo thêm một lớp ở ngoài đây nữa. Hai bên nha, đều hai bên luôn, cho nên mình đập ra. Tạo tới đây thôi. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục rồi, đập chỗ này ra và tiếp tục tạo. Ôi, trời gần tối rồi kìa. Nhanh thật sự ấy. Rồi thì bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cần. Đây, mình sẽ cất những thứ này đi đi. Đồ thừa liên tục có luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cần những cái dây móc bẫy và sợi chỉ này. Đó, để chúng ta làm một cái bẫy. Đó, cái bẫy này thì khi mà những cái ông phù thủy đạp lên thì mấy ông sẽ bị nước đẩy xuống dưới thôi các bạn. Đơn giản như vậy thôi. Đó, dây móc bẫy này chúng ta sẽ nói như vậy. Đó, các bạn nói ở phía trên nè. Tại vì nó phía dưới nước chảy ra là nó cũng như không à. Đó, nói lại như vậy. Ok. Tương tự đúng không? Đó, cứ nói như vậy. Chỗ này các bạn đặt cẩn thận nha, có khi là nó bị sai ấy. Tại vì nó rất là khó nhìn luôn. Cực kỳ khó nhìn luôn ấy. Cái này chúng ta phải để ý kỹ nè, các bạn sẽ thấy một cái đường trắng trắng này đúng không? Đó, đó chính là cái gọi là sợi chỉ ấy. Đó. Và khi chúng ta móc hết bẫy như vậy là chúng ta đã ổn định được cái phần này rồi. Chỉ cần hệ thống redstone nữa, hệ thống đá đỏ nữa là chúng ta có thể gọi là kích hoạt được rồi. Bây giờ thì mình ngủ rồi mình tiếp tục xây dựng xong cái tầng 1 này cái đã. Đó. Thì ở đây tới phần này là nó cũng đã đơn giản lại rồi. Ở đây mình sẽ bắt đầu cần redstone nè.
mình sẽ cần một vài cái cây đuốc, nhưng mà mình chỉ cần ba cây thôi thì phải. Đó, ba cây đuốc để cho ba tầng thôi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cần một hệ thống redstone luôn. Rồi, như vậy. Nó là hệ thống chứ thực ra nó rất là đơn giản đó các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ đặt tiếp hai chỗ này như vậy. Ở đây thì các bạn sẽ nối một cái đường dây thôi. Hai bên thì các bạn nối bên nào cũng được. Nói một bên là nó đã hoạt động rồi. Rồi, và nối tới đây, đặt cái cây đuốc redstone đây và tiếp tục nối ở dưới đây. Đó. Là như vậy là hoạt động rồi đó nè, mình đọc thử nè. Thì nước sẽ đẩy xuống đây. Đó, đơn giản như vậy thôi. Các bạn không cần phải lắp đầy hai bên đâu nha. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ lắp lại. Đó, che nước lại. Đó, mình che nước lại là ok. Đây, như vậy. Rồi, ở đây thì mình sẽ phá như này đi. Rồi tiếp tục ở tầng thứ hai á. Các bạn, vậy là chúng ta xong một tầng rồi đó, nhanh không? Nhanh cực kỳ luôn. Đó, ở tầng thứ hai thì các bạn cũng sẽ nó lại như vậy luôn. Nè. Đó, các bạn sẽ lắp nó lại như vậy. Ok. Cái phần ở ngoài này á, các bạn sẽ thêm một cái viền nha. Chỗ này thì không cần nha, chỗ này thì không cần. Các bạn sẽ thêm một cái phần ngoài đây thôi. Đó. Thêm phía ngoài như vậy. Do là mình đang xây ở góc nhìn thứ nhất á, nên các bạn cũng sẽ hơi khó mà xây theo được. Đó. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ lắp lại full chỗ này thôi. Đó, việc còn lại rất đơn giản. Do là cái này cũng nhỏ các bạn, nên mình cũng tu nhanh, nó cũng sẽ không có bao nhiêu quá đâu. Nên mình xin phép là mình sẽ lắp lại đúng không? Nói hết câu là chúng ta đã xong rồi. Thì ở đây các bạn sẽ tiếp tục đặt hai bên lên như vậy. Đó, lên như vậy. Hai bên các bạn sẽ đặt lên một tường như vậy ha. Rồi thì ở đây các bạn có thể phá được rồi đó. Tại vì nó cũng chỉ là làm chúng ta dễ định hình hơn thôi. Mình cũng sẽ phá bốn góc đi. Đặt như vậy. Đó. Đếm block rớt xuống mà nó còn kích hoạt nữa mà. Rồi thì ở đây các bạn cũng sẽ thêm một lớp ở ngoài. Đó. Rồi, thêm một lớp ở ngoài như vậy. Để mà phải không ta? Nếu mình có gì đó mình nhầm thì phải. À không, đúng rồi. Thêm một lớp ở ngoài để mà đặt redstone thôi. Như vậy. Đó, chỗ này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đặt nước ở đây. Đó. Một bộp, 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 bộp. Đó, thì mình sẽ làm xong tầng 2 ha. Thì làm xong tầng 2 thì các bạn cũng đã hiểu những cái quy luật để mà làm tiếp tục tầng 3 rồi. Thì nhưng mà mình vẫn chưa xong tầng 2 thì mình để mình hoàn thành luôn. Bút hai cái xô nước cái. Rồi mình cần một cái dàn giáo để mà bắt lên. Ok. Rồi tiếp tục mình sẽ lên đây. Rồi nhảy xuống và làm việc tiếp tục thôi. Thì đây chúng ta sẽ đặt nước nữa thôi. Đơn giản. Rồi. Đó, nó sẽ có nước vẫn cũ và rất là nhanh luôn. Mình sẽ múc sẵn hai xô đi để lát khỏi mấy công nhảy xuống. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục như là tầng ở dưới thì phải. Là nó sẽ như thế nào. Các bạn cũng sẽ thêm một lớp ở ngoài. Đó, như vậy. Ở đây thì mình đập chỗ này ra đi cho nó đều và đẹp. Đó. Các bạn đặt hạn chế đặt những cái block thừa nha. Nếu không thì phù thủy vẫn có thể spawn lên được ấy. Rồi, này, những block thừa như là như vậy nè. Không, cái này thừa thì nó vẫn không spawn được đâu. Thừa mà thừa ở bên ngoài ấy. Rồi, như vậy. À, chỗ này thì mình tới đây thôi. Rồi, hợp lý rồi nào. Thì ở đây chúng ta tiếp tục đặt những cái móc dây vẫy. Đó, ok. Ok, rồi mình sẽ nói những cái sợi chỉ luôn. Đây. Như vậy, đó. Nó hơi khó nhìn luôn ấy, thật sự là khó nhìn giả man luôn ấy. Nếu mà bạn nào bị cận nó chắc là không nhìn được luôn á. Ok, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn cái vuông vuông mà màu đen các bạn. Cái định hình block ấy. Đó. Ok, mình sẽ làm nhanh nhanh nào. Nó sẽ đỡ mất thời gian của bạn hơn. Rồi. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng giảm thời lượng video xuống các bạn. Tại vì dạo này mình làm video rất là dài rồi. Và nó sẽ gây rất là... Nó gây kiểu bị loãng video ấy. Rồi thì tiếp tục ở đây thì mình sẽ làm thêm một hệ thống redstone như vậy. Đó. Một cái đúc redstone ở bên đây. Đây thì chúng ta phải nói qua thêm một block nữa chỗ này. Nó mới kích hoạt được. Rồi. Và tiếp tục đặt thêm một cái chỗ này nữa. Là chúng ta xong. Và nước sẽ đẩy mình xuống. Đó. Ở đây thì mình sẽ... lắp cái block này lại. Rồi, thế là chúng ta đã xong tầng thứ hai rồi các bạn. Các bạn thấy đơn giản không? Và tiếp tục ở tầng thứ ba này thì mình cũng nói tương tự luôn, nhưng mà lần này thì mình sẽ chắc là tu nhanh khúc này nha các bạn. Và mình cũng đã hoàn thiện xong tầng thứ ba rồi các bạn, nó rất là nhanh thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cần xuống đây để mà lấy thêm miếng thức ăn, cái này mình đói rồi các bạn ơi. Đây, mình sẽ cần ăn khoai tây bỏ lò. Ok. Đó, chúng ta có ba tầng như vậy. Thì tiếp tục chúng ta sẽ cần che lại cái máy này. Thì mình sẽ cần những cái đá bình thường này, mình biến nó thành loại đá này cho nó đẹp ha.
rồi mình sẽ biến nó thành slab. Đó, chúng ta cần khá khá nhiều slab ấy. À, không biết như vậy đủ không? Mình nghĩ chắc là thừa ấy nhỉ. Thì mình sẽ cần thêm một ít vàng giả để mà bắt lên. Đó, chúng ta sẽ lên trên đó và lắp lại những cái chỗ này. Ok. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ lắp lại như vậy. Những cái chỗ redstone này thì các bạn không cần lắp lại đâu. Ok, các bạn chỉ cần lắp lại những cái chỗ ở đây thôi. Đó. Ở đây thì toàn là móc dây bẫy ở dưới thôi. Tính ra máy farm này thì nó cũng khá đơn giản đấy nhỉ. Lúc đầu thì mình tưởng khó xây lắm. Nhưng mà thì tính ra xem lại thì nó cũng không khó lắm các bạn ơi. Đó, những chỗ nào mà block thường đó, thì các bạn sẽ đặt block slab lên. Tại vì nếu không thì con phù thủy nó spawn ra thì lại hỏng cái máy farm ấy. Sẽ đặt như vậy. Ok. Rồi. Mình sẽ lắp lại hết chỗ này. Không biết có đủ không nhỉ? Mình nghĩ chắc là đủ rồi. Không có thiếu đâu. Ok. Và chỗ này nữa. Rồi, thế là mình đã xong phần ở đây. Các bạn thấy đơn giản không? Chỗ này thì redstone rồi nên nó cũng sẽ không spawn trên đây đâu. Bây giờ mình sẽ xuống đây. Tiếp tục mình sẽ cần đặt ở đặt những cái slab lại ở những cái chỗ khác nữa các bạn. Ở đây. Ví dụ là mình sẽ cần đặt nó ở bên chỗ này. Các bạn thấy không? Bên ba cái chỗ này nó vẫn còn cần này. Mày quá, đặt ở dưới vẫn được à. Ok. Nhanh nhanh nào, mình phải cần ngủ các bạn ơi. Trời tối rồi, mình sợ zombie nó ra quá à. Ok, được, ok. Rồi, mình sẽ lắp lại những cái chỗ này. Đó. Ok, chết rồi. Mình đi lùng sủng luôn. Rồi, ở đây mình cần một chỗ nữa. Ok. Đó chính là chỗ này. Chết rồi, làm sao để qua đây. À, mình sẽ đặt như vậy. Rồi, chắc là qua được ở đó ít. Ơ, hay nhờ. Hay nhờ. Ok, qua được rồi này. Rồi, lắp lại những cái chỗ này. Ok, mình sẽ cần wood lên đây. Rồi, chúng ta sẽ đi lại bên đây. Và ở mà đó. Bây giờ mình đã xong được cái phần gọi là phần máy farm này cũng được chắc là 80% rồi. Bây giờ những thứ mà mình cần tiếp tục xây dựng đó chính là một cái hệ thống để mà bắt những con phù thủy này, nhận những con phù thủy này xuống đây ấy. Đó. Và giết con những con phù thủy này thì chúng ta sẽ nhận được vật phẩm từ nó. Ở đây mình bị lỗi một cái này. Rồi, lắp lại chỗ này. Rồi, ok rồi đó. Bây giờ thì mình cần xây dựng một cái hệ thống dưới đây nữa. Rồi, sau đó mình sẽ xây dựng một cái hệ thống máy farm và mình chặt cái cây xung quanh và cắm đuốc nhiều lên là ok. Rồi, ở đây thì chúng ta đem theo đất rồi. Đó, mình sẽ cần đất đúng không? Lắp lại hết những cái chỗ này cái đó. Mình sẽ cần lắp lại trong đây. Để xây dựng cho nó dễ các bạn ơi. Đó, như vậy. Lắp lại hết. Ok. Thì lắp lại để làm gì thì các bạn từ từ sẽ hiểu thôi. Rồi. Lắp những chỗ này. Đó. Đập cái lá sen này ra luôn. Ở đây thì mình lại thiếu đất này nên mình sẽ lấy đất xanh để làm luôn đi. Ok, cũng không vấn đề gì hết. Mình sẽ lắp lại hết. Wow, đất chỗ này nó đã bị sẫm rồi nè. Cho đây là khu vực đầm lầy các bạn. Nó bị sẫm là cũng chuyện bình thường thôi. Rồi, mình sẽ lắp lại hết những cái chỗ ở đây luôn. Ok. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ phá chỗ này ra. Hay. Đó, thì chỗ này chúng ta sẽ cho hai cái đường nước chảy xuống để mà có thể đẩy con phù thủy xuống thôi các bạn. Ở đây thì mình cần một cái tấm bảng, mình đã chuẩn bị một tấm bảng rồi. Đó, các bạn sẽ đặt ở giữa như vậy. Rồi, ở đây thì mình sẽ đào xuống tầm ở cái sẻn đâu rồi? Ơ, mình mới đào ở đây mà. Ở đây. Xin lỗi các bạn. 1, 2. Rồi, chúng ta sẽ đào xuống hai block như vậy là ok rồi. Thì ở đây mình sẽ cần làm một cái hệ thống mà chúng ta sẽ đi xuống đó để mà nhận đỡ các bạn. Đơn giản đúng không? Rồi. Rồi mình sẽ đi vào trong đây nè. Rồi, thấy cái lỗ này là ok rồi. Đó. Ở đây thì là chính là cái chỗ mà chúng ta sẽ giết và nhận những con phù thủy. Đó, nó cũng sẽ rất là đơn giản thôi, không vấn đề gì đâu. Rồi, như vậy. Thì chỗ này mình cũng chắc là cũng phải sửa sang lại chứ để đất như vậy thì nó cũng không đẹp đâu. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ cần những cái hopper các bạn. Ok. Mình sẽ cần những cái hopper. Ở đây thì mình có hai cái hopper này. Mình sẽ cần đặt ở đây một cái. Đó. Tiếp tục thì cái này, cái bước này là cái bước mà quan trọng này. Ở đây thì mình sẽ lấy cái đường xe mỏ theo. Đó. Và cả cái đường ray này nữa. Lấy những cái đường này theo luôn. Cái đường này theo luôn. Rồi, ok. Rồi. Những cái đường ray. Ơ, chết rồi, mình đi lộn đường rồi. Mình đi đường này mới đúng chứ. Rồi thì ở đây
các bạn sẽ đặt lên trên cái đường cái chỗ này những cái đường ray các bạn. Ok, thì tại sao chúng ta lại làm như vậy? Thì để mới bị đẩy ra nhỉ. Ok, mình sẽ cất bớt hết đồ ở trong đây và lấy ra hết xe mỏ. Ok, đó mình sẽ làm các bước tương tự như vậy, lấy ra hết xe mỏ cái đó. Rồi mình sẽ lấy ra hết, có vẻ là nó hơi nhiều á nhờ. Ok ok ok, rồi như vậy đủ nè. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ đặt ở đây thì mình cần từ từ, cái chỗ này thì ổn chứ ta, mình cần lắp ở đây một cái nữa đi. Ở cái này đất thô luôn rồi, lấy nhầm đất thô luôn rồi. Ở đây các bạn sẽ đặt những cái xe mỏ lên đây, các bạn sẽ đặt 24 xe mỏ lên cái chỗ này luôn nha. Đó, các bạn đặt nhớ là đặt hết 24 xe mỏ lên đây luôn nha, chỉ 24 thôi nha các bạn, đừng có lố nha, chính xác là 24. Rồi thì để làm gì thì mình cũng giải thích luôn, đó chính là để mà khi con phù thủy nó rơi xuống chỗ này á thì nó sẽ bị kẹt và nó sẽ bị chết vì kẹt các bạn. Đó, chết vì bị kẹt ấy nó, nên từ đó thì cái hopper này cũng sẽ khúc xuống luôn. Rồi mình sẽ lấy hết 24 xe mỏ. Rồi như vậy các bạn thấy cái bóng đen không, bự dã man luôn. Đây mình phá cái chỗ này ra luôn. Rồi ok, chỗ này thì chúng ta sẽ tiếp tục đặt rương. Đó, đơn giản chưa, đặt rương như vậy để mà nhận đồ thôi. Rồi tiếp tục thì mình sẽ làm thêm cái hệ thống sau sau chút xíu nữa như vậy. Đó, để mà tiếp tục những cái rương khác. Rồi mình sẽ cần thêm một cái hopper. Cái hopper mình cắt rồi đúng không? Ở đây thì mình sẽ bắt cái chỗ bên đây ra đi, cẩn thận lại. Rồi mình sẽ cho hopper truyền xuống đây như vậy là ok rồi. Đó, thế là chúng ta xong được phần máy farm này. Chưa xong nữa, chưa hẳn là xong đó các bạn, chỉ là hoàn tất được chỗ này thôi. Đó, bây giờ thì mình sẽ xây dựng một cái bức tường. Mình lấy cái đường sugar ra đi. Rồi, hệ thống nhận đồ là ổn rồi đúng không? Mình sẽ xây dựng thêm một cái đó, cái bức tường đi lên nữa là ok. Đó, thì ở đây thì mình sẽ xây cao lên như vậy. 2, thôi 3. Đó, 2, 3, 1, 2, 3. Đó, chúng ta sẽ xây cao lên và che lại thôi các bạn. Đó, chỉ là đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ cần ở đây thì mình cần thêm ít slab nữa đó các bạn ơi. 10 à, 10 không đủ đâu, 10 mình nghĩ không đủ đâu. Thôi mình cứ làm hết đi. Thừa thì mình sẽ xài vào những công trình khác cũng được, không vấn đề gì. Đó, đây tiếp tục thì mình sẽ xây dựng cao lên. Rồi, như vậy. Đó, mình sẽ làm nhanh nhanh luôn. Đó, và khi bây giờ mình mà rớt xuống đây thì chắc là mình cũng sẽ bị kẹt luôn các bạn ơi. Thì mình cũng phải cẩn thận. Đó, rồi thì tiếp tục hai block nữa. 1, 2, 1, 2. Như vậy. Rồi, chúng ta sẽ xây dựng sáp lên để cho phù thủy không spawn ra được ở chỗ này. Ok, như vậy. Và thế là mình đã hoàn thiện được cái máy farm này rồi. Bây giờ mình chỉ cần xây dựng một cái hệ thống để mà AFK trên đó thôi. Đó, AFK farm trên đó đó. Thì đầu tiên thì mình sẽ xem xét coi. Trước tiên mình nghĩ là mình sẽ đặt đuốc, phá đuốc xung quanh đi. Đó, các bạn sẽ chặt hết những cái cây trên bờ nha. Đó, những cái cây này thì nó có thể sinh ra quái dưới gốc cây đồ á. Ở trong cái bán kính á là 30, cách chỗ này 30 lóc nè. Từ đây ra đây 30 lóc, từ đây ra kia 30 lóc, nói chung là bốn hướng á thì chúng ta sẽ hoàn thiện được thôi. Thì giờ mình sẽ lấy hết đuốc ra. Chúng ta sẽ cần khá khá nhiều đuốc ấy, mình sẽ chế tạo hết đuốc luôn. Ok, đem hết than và chế tạo đuốc luôn các bạn ơi. Mình là người giàu có mà, giàu có về đuốc ấy. Rồi mình sẽ phá những đặt đuốc ra nhiều lên. Thế là chỗ này là mình đã cắm đốt sáng hết rồi đó. Bây giờ mình cần làm một thứ nữa. Mình cần ăn khoai tây cái đó. Ok,
Đó, dã man. Rồi thì tiếp tục nha các bạn sẽ cần khá là nhiều dàn giáo để mà mình đặt cao lên. Thì mình sẽ cần tầm bao nhiêu ta? Các bạn sẽ đặt thêm 150 ấy, 114 chứ. 114 thì mình sẽ cần 1 2 3. Rồi, như vậy là đủ nè. Đó, mình sẽ cần 114 cái dàn giáo. Ở đây thì mình ngủ trước đi, mình ngủ trước đi rồi sáng thì mình sẽ xây dựng thêm. Ok. Ở đây thì chúng ta cần thêm ít đuốc chỗ này nè. Không biết là nãy giờ có hoạt động không chưa. Đó các bạn, có một vài ông chết rồi đó các bạn. Đó, nó có những cái vật phẩm này nè. Thì đó chính là cái ông phù hỷ chết á. Thì chỗ này á, mình còn thiếu là các bạn đặt thêm slab đây nha, để che rồi che lại các bạn không vật phẩm nó rơi xuống đây ấy. Đó các bạn thấy chưa, chúng ta có cả thuốc súng nữa này. Đó, rất là ok luôn. Và rồi bây giờ thì mình hoàn thiện nốt cái chỗ này đi. Ui, đuốc sáng thế. Bây giờ mình cần bắt lên cái chỗ này. Đó. Ok. Rồi lên tới đây thì các bạn cứ làm một cái chỗ ở giữa đi. Đây chỗ ở giữa chưa ta? Hình như ở đây nè. Hình như ở đây mới là ở giữa thì phải. Ở đây, ở đây. Rồi. Chỗ này thì các bạn sẽ đặt cho mình một cái cục đất nha. Như vậy. Rồi từ đây các bạn sẽ đặt thêm 114 cái dàn giáo này nữa. Ở đây thì mình chuẩn bị sẵn 114 rồi. Đó, mình sẽ làm đầy cái chỗ trên đây. Đó, thì cái chỗ trên đó là cái chỗ mà chúng ta sẽ là farm, sẽ là cái chỗ mà chúng ta farm ấy. Theo mình tính toán ấy nha, là khi mà đặt hết những chỗ này chúng ta sẽ tới tầng 186 ấy. Đó, thì ở tầng đó chúng ta sẽ gọi là cái chỗ chúng ta sẽ đứng AFK để mà farm phù thủy. Ok. Ở đây mình cần bay xuống đây chút xíu. Mình sẽ đặt chỗ này đi. Ở tới lúc mình đeo cánh vô rồi. Cánh mình trong đây đúng không? Ok. Đặt cái gì bay lên cho nó dễ. Rồi, mình đặt xong 114 rồi đúng không? Mình sẽ lấy kính theo. Đó, đem kính lên đó để mình có thể AFK trên đó. Thôi, bây giờ mình sẽ cần một ít pháo hoa ấy nhỉ. Ở pháo hoa của tôi đâu? Ở đây. Rồi mình sẽ lên đây thêm một lần nữa đi. Rồi, mình sẽ leo lên đi, tại vì cũng không xa lắm đâu. Tại vì trên đó mình sợ mình bay lên nó không chính xác các bạn, có một block à. Bay lên là toang luôn ấy, mình sẽ chỉnh góc nhìn này đi. Đó. Thì để mình nhìn xung quanh coi có chỗ nào thiếu đuốc chưa. Ở ngoài sông này chắc là không sao này. À, cái phần bên đây nè các bạn. Cái phần đất bên đây là mình cần. Ở chút xíu mình sẽ bay xuống mình đặt đuốc trên đây lượn trên đây nữa là ok. Ừ, đúng rồi. Mình còn đặt đuốc trên đó nữa và cái phần phía bên đây nữa là hợp lý rồi nè. Dạ, có vẻ là mình đặt khá là nhiều đuốc nhờ. Ok. Hiện tại là mình tầng bao nhiêu rồi? Mình còn tầm 50 block nữa là mình tới rồi. Ok. Đó. Và do mình chỉnh cái tầm cái chân có 7 các bạn nên mình đi tới đây là mọi thứ nó mờ mờ mịt luôn rồi. Đó. Ok. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. À, mình sẽ tranh thủ. Như vậy. Thì ở tầng này là tầng 186. Ờ, chính xác rồi. Đó, các bạn sẽ đặt ra một cái platform như vậy. Để chúng ta AFK ở đây. Đó, thì mình đặt nó cũng sẽ khá là tương đối rộng thôi. Đó. Mình sẽ đặt như vậy. Hai block nữa. Phá chỗ này ra. Rồi, phá chỗ này ra luôn đi. Rồi, mình sẽ đặt xung quanh như vậy. Đó. Mốt mình chỉ cần đứng đây AFK là ok rồi các bạn, không vấn đề gì hết. Rồi. Và chỗ này như vậy nữa. Thì bây giờ mình cần lên một block để mà mình đặt những cái slab ra. Ở đây mình đặt thêm hai cái nữa cho nó đều và đẹp. Rồi. Đó. Đặt những cái slab như vậy là ok nè. Rồi tiếp tục mình xuống đây mình phá chỗ này ra và lắp lại. Thì cái chỗ này á, để chúng ta tránh con phantom các bạn. Con đó là khi mà chúng ta mà AFK lâu quá là xác định là nó kiếm chuyện á. Xuống thêm block nữa đi. Rồi lắp chỗ này lại. Rồi thì mình sẽ tìm cách bay lên lại không sao hết. Thì mình sẽ cần phá xuống chỗ. Ui. Mình đập nó hơi nhanh nhỉ. Thôi mình bay xuống đi các bạn ơi. Ôi ơi, mình đang bay mà đúng không? Mình cứ tưởng mình đang rơi á. Rồi chúng ta sẽ tới xuống chỗ này. Mình sẽ. Đó, các bạn nghe tiếng phù thủy bị chết chưa? Cái tiếng phù thủy nó bị sát thương chưa? Khi bị kẹt chưa? Mình mới vừa nhảy xuống là mình nghe liền luôn. Ok. Rồi. Những cái chỗ này như vậy mình nhặt lại hết ha. Và tiếp tục các bạn sẽ lắp lại chỗ này đi. Rồi, thế là chúng ta hoàn thiện được máy farm rồi đó. Thì chút xíu thì mình sẽ AFK thử 15 phút coi chúng ta được bao nhiêu. Đó, nói chung là cũng sẽ ổn mà, không vấn đề gì đâu. Rồi như vậy mình theo mình là mình cần đi ra ngoài đây nữa để mình cắm đuốc ngoài đây nữa các bạn ơi. Hay, nhanh nào nhanh nào nhanh nào, mình có sải bước dưới nước mà sao vẫn chậm ta. Ok, ở đây chúng ta cần phải đặt đuốc chỗ này nè. Ở đây vẫn là chỗ có thể spawn được những con quái nè. Đó, may mà mình lên trên mình nhìn xuống mình mới để ý ấy.
Ok. Như vậy. Rồi, đó. Thì chắc là mình sẽ phá hết những cái cây ở đây đi, tại vì mình nghĩ Creeper nó vẫn có thể ra nhờ. Nên cứ phá đi. Ok. Ở đây thì mình sẽ phá luôn cái cây này. Rồi cả còn mấy cái cây, 4 cây đúng không? 5 cây à? Nhiều thế. Thôi phá nốt đi không sao hết. Ok, mình cũng không nhất thiết phải nhặt lại gỗ đâu. Mà gỗ mình nhiều mà. Sau này mình có thể đi farm nhưng mà thôi, để mà tiết kiệm mà chúng ta phải nhặt lại chứ. Sao có thể bỏ rơi được như vậy? Rồi. Rồi, còn 2 cây nữa thôi. Ở chỗ này những cái chỗ nước này mình không cần đặt đâu nha. Ở đây thì để nhìn lại coi coi chỗ này nó đủ sáng chưa. À mình nghĩ là đủ sáng rồi đó. Rồi. Thế là mấy farm chúng ta đã hoàn thành rồi. Để xem coi ha. Đó thì do nãy mình hơi thiếu hắc diện thạch đó, nên cánh cổng mình nhìn nó hơi không có ổn cho lắm. Nhìn nó hơi toan toan ấy. Rồi, ở đây mình sẽ lắp lại như vậy. Ô trên đây nhiều hoa thế. Wow. Mình cần lên xem coi có loại hoa nào mình chưa có chưa. Chúng ta còn đem về mà trồng trọt nữa chứ. Mấy hoa này mình có rồi. Rồi hỏi mình tới một cái vùng các bạn, nó toàn là hoa thôi, rất là đẹp luôn. Rồi, đã như vậy. Rồi, ổn rồi đó. Bây giờ mình sẽ xuống coi nãy giờ mấy farm có hoạt động chưa. Rồi mình cũng sẽ AFK thử luôn. Chỗ này mình sẽ lấy lại đồ đi. Ok, rồi đặt đốt ở đây. Đó, chỗ này sẽ cho mình ngủ đâu thôi các bạn. Rồi, đi xuống đây coi thử nha. Rồi, nãy giờ nó vẫn hoạt động rất là tốt các bạn. Nó có cả chai thủy tinh free luôn này. À, bột đá phát sáng và độc redstone. Có phải bột đá phát sáng nó hơi ít nhỉ. Rồi, thế là mỗi thứ hoạt động ổn rồi đấy. Nếu mà hoạt động ổn như vậy thì mình nghĩ là mình cũng không cần AFK đâu. Khi nào mình cần thì mình sẽ AFK luôn. Đó, thì khi nào mình cần á, mình chỉ cần bay lên đây. Đó, mình chỉ cần bay lên trên đây là ok rồi các bạn ơi. Ôi, mình đang làm cái gì vậy? No. Rồi. Rồi mình tới đây rồi mình đào một cái lỗ vô đây rồi mình lắp lại thôi là mình đã áp ca được rồi. Đó, đơn giản đúng không? Bây giờ mình sẽ bay xuống nè. Hơi sợ độ cao á nha. Và đó. Mình vừa lên chút xíu rồi mà các bạn nghe không? Là sẽ có nhiều con spawn ra liền và chúng ta sẽ nhận được đồ. Chỉ cần chúng ta đứng trên đó là được. Thì có lẽ là mình đã hoàn thành được mấy farm này rồi. Và video này của mình cũng sẽ kết thúc tại đây luôn. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like, cũng như một subscribe, và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn ở phía bên dưới nha. Ok, tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.